Lăng Hàn chỉ là một diễn viên hạng ba đang tuyệt vọng chỉ nghĩ đến cái chết, lại được Dạ Tinh Quang giúp đỡ dùng thuốc hối hận quay lại quá khứ, để thay đổi số phận. Không phải ai cũng may mắn có thể thay đổi cuộc đời như mong ước, nhưng Lăng Hàn đã làm được. Cô giờ đây là một thiên hậu trong làng âm nhạc. Cô xinh đẹp đứng trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả đang khản giọng mà gọi tên cô. Chỉ có Dạ Tinh Quang lúc này mới hiểu được cuộc đời cô ấy trước đã xảy ra những biến cố nào. Cô nghe thấy rồi, trong giọng hát của cô có sự khóc vì vui mừng, cũng có hàm ý lo âu sợ hãi. Đừng sợ, cô không cần phải sợ những chuyện dơ giấy bẩn thỉu như vậy nữa, cũng không cần phải dùng cái chết để giải thoát nữa. Dạ Tinh Quang nhanh chóng cầm bó hoa lên khán đài, lớn tiếng mà gọi tên Lăng Hàn trong sự vui mừng. Lăng Hàn một khắc là nhận ra người thanh niên ôm bó hoa trước mặt. Tinh Quang giang rộng tay, nước mắt không ngừng rơi vì hạnh phúc thay cho Lăng Hàn. Hai người không kiềm lòng được mà ôm lấy nhau. Tinh Quang thì thầm vào tai cô, cố lên, mọi thứ đều là giấc mơ, cố gắng nắm chắc hiện tại hưởng thụ cuộc sống mới của cô đi. Cảm ơn cậu, tôi sẽ trân trọng hy vọng mà ông trời ban cho tôi cố gắng sống tiếp. Dạ Quân Kình nhìn Tinh Quang nước mắt ngắn nước mắt dài trong một concert cũng không hiểu nổi. Anh không hỏi mà quan tâm đưa cho cô một tờ khăn giấy. Không phải đu idol thôi sao? Đến mức khóc thành như vậy không? Dạ Tinh Quang giật lấy miếng giấy mà nói. Bởi vì rất cảm động đó, có biết không hả? Loại người sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh chắc chắn không hiểu được rồi. Dạ Quân Kình cũng không bực mà lấy một miếng pizza cho Dạ Tinh Quang. Vừa kêu phó tá đi mua đấy, cô chưa có ăn tối không đói sao? Dạ Quân Kình lại ân cần đút đến miệng cô, quả thật vô cùng nuông chiều. Quả nhiên chỉ có đàn ông mới khiến cho Dạ Quân Kình ân cần như vậy, nên Dạ Quân Kình gắt gỏng với cô cũng là có nguyên nhân. Rõ ràng là thích tiểu thịt tươi lại bị ép quan phối với cô, đồng ý ở chung với cô một năm là may rồi. Vừa nghĩ Dạ Tinh Quang liền cảm thấy vô vị, liền kiêu ngạo mà bảo không ăn nữa, vậy tôi vứt đi nha. Dạ Quân Kình nhíu mày, vốn định vứt bỏ chiếc pizza còn lở dỡ, ánh mắt vô tình liếc thấy lời quảng cáo trên hộp pizza. Có một loại hạnh phúc, đó chính là chia sẻ với bạn cùng một miếng pizza. Dạ Quân Kình nhìn dòng chữ hạnh phúc hồi lâu. Hạnh phúc của mình, đã lâu rồi anh cũng không có loại cảm giác này. Anh không kiềm được mà quay sang nhìn Dạ Tinh Quang đang cười vui vẻ. Anh đem miếng pizza còn lại đưa đến trong miệng mình. Loại đồ ngọt ngào này anh cũng không thích ăn, nhưng giờ phút này anh lại không nỡ ném. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, Dạ Tinh Quang tìm cách rời khỏi. Nếu như bị Dạ Quân Kình phát hiện ra là mình giả làm tiểu thịt tươi, anh ta sẽ xử mình đó. Dạ Tinh Quang cảm ơn, đưa tay chào tạm biệt rồi định rời khỏi, lại bị Dạ Quân Kình nắm cổ tay cô nhanh tay mà kéo lại, kéo cô sát đến bên cạnh anh, giọng nói ôn nhu mà vang lên, "Dạ Tinh Quang, cô là quan phối của tôi, không về nhà cùng tôi chứ lại đi đâu?" Dạ Tinh Quang lúc này mới hoảng hồn, hắn không phải thích nam nhân mà là đã sớm nhận ra mình rồi. Dạ Quân Kình trong mắt tràn ngập ý cười vẫn ôn nhu mà nói, "Dạ Tinh Quang chúng ta về nhà thôi. Đêm nay có ánh trăng, êm dịu nhu hòa như nước, ánh trăng chiếu rọi xuống mặt đất." Dạ Tinh Quang có thể nhìn rõ bóng dáng của nam nhân trong đáy mắt trong suốt vô cùng của Tinh Quang lúc này. Dạ Quân Kình thật đẹp trai, thật ôn nhu. Tim Dạ Tinh Quang đập thình thịch, ngẩn ngơ không lên tiếng cho đến khi Dạ Quân Kình bảo cô nói đi. Được người khác tự nhiên đối xử tốt với mình, Tinh Quang liền nghĩ đến nguyên nhân, có khi nào dụ mình về trước sau đó tính sổ chuyện cô hiểu lầm anh ta thích đàn ông. Cô bất ngờ hất tay anh ra, nói có việc phải làm, bảo anh cứ về trước, còn không quên cảm ơn anh về buổi hòa nhạc. Dạ Quân Kình sững sờ một chút, hiểu vì cái gì Tinh Quang lại không cùng anh về nhà. Nhìn biểu cảm khi ấy của cô, anh không thể kiềm nén nụ cười, đuôi cá nhỏ hóa ra em cũng biết ngại. Không sao, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian ở bên nhau. Dạ Tinh Quang trở về phòng ngủ, vẫn là cảm thấy mặc đồ của con gái thoải mái hơn. Nhưng nửa đêm, cô đã bị đói, đều trách Dạ Quân Kình không nói sớm đã nhận cho mình. Hại người ta đến cả pizza cũng không có dám ăn. Dạ Quân Kình xem tôi có ăn sạch nhà bếp của anh không? Nửa đêm Tinh Quang lặng lẽ lẻn vào phòng bếp, nhà bếp của đại gia nhà giàu không hổ là cao cấp. Cô mở tủ lạnh ra lật một vòng, những nguyên liệu nấu ăn chất đống. Trong tủ lạnh tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Dạ Tinh Quang cho tới bây giờ chưa từng xuống bếp, mì ăn liền là chủ nghệ sở trường nhất của cô. Hiện tại làm sao bây giờ? Lục lọi tìm tới, Dạ Tinh Quang cảm thấy bít tết chiên hẳn là đơn giản nhất, ở trong chảo lật hai cái chín là được. Liền lấy ra, xắn tay áo lên, muốn khai thác tiềm năng chủ nghệ của mình. Cuối cùng cũng được một phần bít tết thơm phương phức. Dạ Tinh Quang, cô đang làm gì vậy? Thanh âm trầm thấp vang lên ở phía sau. Tinh Quang quay đầu nhìn lại, Dạ Quân Kình cao cao dựa vào cửa phòng bếp. Hắn mặc áo ngủ đen, cơ bụng gợi cảm như ẩn như hiện. Đêm khuya yên tĩnh như vậy đứng dưới ánh đèn ấm áp, thật sự là gây nghiện, quá tai họa. Dạ Quân Kình liếc mắt nhìn kiệt tác của nàng, nhíu mày, thứ này có thể ăn được không? Sao không thể ăn, chủ nghệ của ta rất tốt, phi thường tốt. Dạ Tinh Quang vừa dứt lời, đĩa trong tay đã bị nam nhân lấy đi. Này, Dạ Quân Kình, đây là bữa ăn khuya của tôi mà. Dạ Quân Kình liền bảo tôi đói rồi. Anh trước mặt cô, đem bít tết cắt thành lát mỏng,
một miếng đưa vào trong miệng, Dạ Tinh Quang nuốt nấc miếng một chút, nhưng ai mà ngờ bít tết cô làm lại khó nuốt như vậy. Tuy là chưa từng ăn qua món bít tết nào khó nuốt như vậy, nhưng lại sợ đả kích tấm lòng của Tinh Quang, Dạ Quân Kình khó khăn nuốt hết. Thấy bữa tối bị ăn sạch, Dạ Tinh Quang đang đói bụng bất lực nói giờ mình ăn gì. Đương nhiên là tôi đền cho cô món bò bít tết khác. Dạ Quân Kình cầm đồ nghề ra bảo cô còn không mau lấy điện thoại ra. Dạ Quân Kình suy nghĩ thật lâu cuối cùng lại giải thích là quy tắc sống chung trong lúc quan phối, tôi phải nấu cho cô một bữa, lấy điện thoại quay lại tránh sau này không có chứng cứ. Dạ Tinh Quang còn đang vui mừng vì anh nấu cơm cho, ai ngờ anh làm vậy chỉ để ứng phó với quan phối. Mặc dù tâm trạng lại về âm, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại ra bắt đầu quay phim anh trổ tài. Nhìn tư thế thành thục của anh có lẽ Dạ Quân Kình biết nấu ăn, không nghĩ tới anh lại còn có thể xuống bếp. Ít nhất thoạt nhìn, so với cô chuyên nghiệp hơn nhiều. Anh còn dặn Dạ Tinh Quang, bít tết không phải cần chín là được, phải ướp muối trước, sau đó ngâm sốt, cuối cùng mới có thể cho trong chảo. Anh học được cái này ở đâu thế? Tất nhiên là vì em rồi. Trái tim Dạ Quân Kình liền không tự chủ được mà đau đớn một chút, gương mặt tuấn mỹ cũng hiện lên một tia ảm đạm. Khi đó vì để đuôi cá nhỏ bị bệnh có thể ăn được món bò bít tết yêu thích, anh đã cố gắng nỗ lực rất lâu. Tiếc là sau đó cô ấy biết bít tết là do anh làm dù chết, cũng không ăn một miếng. Mặc dù đã hạ quyết tâm rời xa cô ấy nhưng giờ này anh lại không làm được. Nhìn thấy chưa, là Dạ Quân Kình đang làm bò bít tết cho tôi ăn đó. Dám nói thiếu nữ cá tiên cá tự biên tự diễn không, tôi kiện mấy người giờ. Dạ Tinh Quang cầm điện thoại vui vẻ nói, a Kình, có thể ăn được món bò bít tết anh tự tay nấu em rất hạnh phúc. Sau đó còn ôm anh từ đằng sau và nói cảm ơn chồng yêu. Dạ Quân Kình cảm thấy mình xuống bếp đúng là xứng đáng, ít nhất còn được thấy cô ấy cười, cái giá của tối nay rất xứng đáng. Thời gian lãng mạn trong nhà bếp luôn trôi qua rất nhanh, bít tết đầy màu sắc và hương vị được đặt trên bàn ăn trong phòng ăn. Dạ Tinh Quang cầm điện thoại chụp ảnh tanh tách. Dạ Quân Kình ở một bên tự hào nhìn thành phẩm của mình. Anh không biết là trong lòng Dạ Tinh Quang đang nghĩ sâu ân ái sao lại thiếu cái này được chứ. Lại quay sang Dạ Quân Kình nhẹ giọng gọi, a Kình, anh có thể đút cho em được không? Dạ Quân Kình nhìn cô dịu dàng gọi mình mặt đỏ tim đập nhanh. Cô ấy đang trêu mình sao? Dạ Tinh Quang nói tiếp, em chụp anh suốt rồi làm gì còn tay để ăn bít tết nữa đâu. Dạ Tinh Quang một mặt mong chờ nhìn Dạ Quân Kình nói tiếp, lần này thôi được không anh yêu? Làm sao mà Dạ Quân Kình chịu nổi chiêu này? Khẽ ho một tiếng che giấu nội tâm sung sướng, tiếng anh yêu đó đã xâm chiếm tim anh, cầm đĩa lên chọc một miếng thịt dịu dàng nói há miệng nào. Anh tiến lại gần làm trái tim Dạ Tinh Quang đập liên hồi. Cô đẩy anh ra đưa trả điện thoại, nói không quay nữa, đã đủ tài liệu rồi rồi, bầu không khí lãng mạn tự nhiên trầm lắng mấy giây. Dạ Tinh Quang cảm thấy ngượng mà quay đi nói, anh bỏ xuống đĩa trước đi, tôi kiểm tra video đã, rồi ăn sau. Cô quay đầu lại nhìn, thấy người phía sau sát khí đằng đằng, có phải đang muốn tính sổ với cô không? Cô cố gắng giải thích, Dạ Quân Kình, tôi không cố ý sai bảo anh đâu. Mà nếu chúng ta không tỏ ra thân mật, bên chính quyền sẽ nghĩ là chúng ta giàn dựng. Anh đại nhân đại lượng đừng để tâm chuyện này nha, hu hu hu. Dạ Tinh Quang nói một hồi không dám thở mạnh. Dạ Quân Kình nghe cô nói tất cả chỉ là diễn, trái tim đau như cắt. Hóa ra là sự giả tạo. Dạ Quân Kình, mày không chịu rút kinh nghiệm gì cả. Anh cười lạnh dựa vào gần cô mà mỉa mai. Tôi thấy khi nãy cô diễn cũng thuần thục đấy. Lúc trước thân mật với ai rồi à? Hàn Thành Bắc. Dạ Tinh Quang vội vàng xua tay nói, anh đang nói cái gì vậy, làm ơn mà, sau này để đối phó với bên quan phối chúng ta khẳng định còn phải phối hợp với nhau nhiều lần nữa, anh đừng có nhập tâm sâu quá. Dạ Quân Kình bực bội nắm cầm cô ghen tuông nói như vậy là thật sự có, cho dù từng có thì làm sao, không để cho người ta phát hiện ra trong thời gian quan phối là được rồi. Dạ Tinh Quang, hiện tại cô là phân phối của tôi, trong một năm này an phận cho tôi, không được nghĩ đến đàn ông khác. Nếu không tôi sẽ tố cáo cô có tình ý với người ngoài, cho cô ngồi tù, nghe rõ chưa? Dạ Quân Kình uy hiếp làm cô tức giận vung tay đứng dậy khó chịu nói, chính anh cũng thích người khác còn gì, sao cứ chỉ chụp mũ lên đầu tôi? Dạ Quân Kình định giải thích nhưng chưa kịp nói ra đã bị Dạ Tinh Quang nắm chặt áo, nếu không cho tôi nghĩ đến người khác thì anh cũng nhớ rõ cho tôi, trong thời gian quan phối thì anh chính là người đàn ông của tôi. Trừ tôi ra anh không được thích ai khác, nếu không tôi sẽ tố cáo anh hiểu chưa? Dạ Tinh Quang nói xong cũng không quên cầm bít tết đi, để lại Dạ Quân Kình còn đang mừng thầm, cảm nhận nơi cô vừa chạm vào. Nhớ lại lời cô nói rằng anh chính là người đàn ông là của cô ấy, nhưng không lâu sau lại sầm mặt vì cô nói anh thích người khác. Ai mà to gan đến vậy dám tiếp cận mình tạo tin đồn nhảm làm đuôi cá nhỏ hiểu. Nhầm, thế là Dạ Quân Kình nửa đêm canh ba điện thoại cho một người. Phó tá còn đang say giấc nồng thì bị cấp trên gọi. Hóa ra là gọi để điều tra xem gần đây có ai tạo tin đồn nhảm với anh. Phó tá nghĩ cũng không muốn liền thốt ra một đáp án. Dạ tiểu thư à, không phải cô ấy, cha xem còn có ai nữa. Còn nữa, liệt kê cho tôi một danh sách những ai tiếp xúc với Dạ Tinh Quang. Vậy mà dám trú ở trong tim người phụ nữ của tôi, tìm chết sao?